Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Đạt đang có mặt tại xã Đại Phước, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hiện nay thì nhà anh Khá đang thi công phần móng các bạn nhé. Chủ đầu tư là anh Nguyễn Thế Khá. Đây là biển báo công trình, một nhà gác lửng có diện tích theo chiều ngang là 6,5 m, còn chiều sâu ngôi nhà là 17 m. Công trình đang trên giai đoạn thi công móng, các bác thợ đang tiến hành lắp đặt các công việc như cốt pha móng, cốt thép móng, và trong 1-2 ngày tới thì sẽ đổ bê tông móng. Như các bạn sẽ thấy ở trước mặt đó là phòng khách. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế và thi công nhà ở Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai hoặc là các khu vực lân cận thì hãy liên hệ ngay với Hách. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay.